nào mà đổ vào người ấy. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Trong buổi sáng hôm nay các bạn cùng với tôi lại theo chân các bác tài xế công nông. Chiếc xe công nông 1 khối. Bạn tài xế mình lái máy xúc Mitsu đến xe công nông. Khó phết đấy nhờ. Thế mà đây em buông rồi.
chiếc xe máy 24HB của anh. Con này được trang bị quả bình 100Ah. Con này gầm rất là sạch sẽ, thoáng như hai tầng các bạn nhé. Các bạn thấy như hai tầng. Xe được trang bị đề đóm rất là cẩn thận. Và đây là hệ thống trợ lực lái. Đây nguyên của ô tô này, các bạn có thể thấy xinh cưu, trang trai, trang trai các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị quả phanh dầu này. Thấy phanh dầu và đây là một hệ thống lim bên, con sâu lim bên. Và ở đà trông cho nó cái cứ gì nghĩ đây. Cô vẫn đang vận hành quấy à? Quấy ao ấy. Rất là tuyệt vời. Anh Tam chủ sở hữu Ecat, sở hữu tới 3 chiếc máy xúc. Con này là con mới mua, BC120. Đây là máy mới mua khác, rất là cẩn thận.
con nuôi, con Tiến mới đi được. Các bạn ơi, đây một hành trình rất là xa các bạn nhé. Quả xi nhan cực là chất của con tài xế Sâm. Chiếc xe được đóng với giá thành 65 triệu các bạn nhé. Là lăn léo đường tình. Phải lui cho các bạn ạ. Đây là con ngõ này.
và mỗi buổi sáng các bác tài xế phải thấy ở đây một bãi rác rất là to, siêu to khổng lồ. À, đây là các cô chú công nhân đang dọn rác ở đây. Một công việc khá là vất vả của các bác tài xế công nông. Các bạn người thấy rác bây giờ chỉ được đốt đi thôi nhá, vì rác quá là nhiều. Dạo này ít việc xem nhỉ. Dạo này rất là ít việc các bạn nhé. Những chiếc xe công nông đây chưa. Muốn ăn đây đi, các bạn cùng tôi theo chân chiếc xe công nông siêu khủng ở đằng sau nhé. Còn nhìn thấy chi? Giá xịn 75. Bánh xe rất là lớn các bạn nhé, 825/16. Vừa
xe này có quả gầm rất là to. Tài xế Sơn là một trong những các tài xế lái công nông, và đó là tụt đỡ đỉnh rồi nhé.